Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với HHTQ Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review luyện khí 10 vạn năm tập 362. Ở cuối tập trước, sau khi hình thái cự long chân chính sống lại, thân xác ma long có được lực phòng ngự không phải ám dạ quân chủ trước đó có thể so sánh được. Lực lượng tầm thường căn bản không thể tạo thành sát thương với nó. Mà người này bản thân mang theo long tức diệt thế, mỗi cổ khí tức phun ra đều xen lẫn bản nguyên năng lượng ám đậm đà. Cũng sẽ tạo thành tổn thương mang tính mục nát, không thể nghịch chuyển cho sinh mạng thể bị tấn công chúng. Trên bầu trời, lại liên tiếp phun ra ba luồng hơi thở rồng, quả cầu ánh sáng màu tím to khổng lồ mà nóng bỏng, tản ra lực lượng kinh khủng khiến người ta hít thở khó khăn. Mau tránh ra! Long Khôn hô to trước tiên, Vân Thư lập tức hạ lệnh, tất cả chiến sĩ huyền môn nhất mạch lập tức rút lui. Dĩ nhiên, hai tù binh duy nhất giữa đội ngũ là Thái Đạt và Ngả Tây cũng được chiếu cố đặc biệt mà được mang đi cùng, không bỏ lại hai bọn họ phải chờ chết ở khu vực chiến trường trung tâm này. Sau khi mọi người ở đây rút lui không lâu, vị trí bọn họ mới vừa nghỉ chân rất nhanh đã bị một ngọn lửa ám duệ vô cùng nồng nặc cắn nuốt hoàn toàn. Ngươi, thật sự định hủy diệt Bắc Cương hoàn toàn sao? Theo kiểu phun này của ngươi, căn cơ của địa mạch sâu trong Bắc Cương cũng sẽ bị năng lượng ám làm mục nát. Nơi này trăm ngàn năm sau cũng sẽ trở thành một mảnh đất chết. Từ Dương nhìn ma long này không có chút nào tỉnh ngộ mà tùy ý phá hủy, ánh mắt hắn lạnh như băng, lạnh lùng nói. Chuyện này với bổn tôn có quan hệ gì đâu? Đám nhân tộc hèn mọn các ngươi, dám chống lại bổn tôn, đây chẳng qua chỉ là một chút lợi tức mà thôi. Chờ bổn tôn nghiền nát ngươi thành hư vô rồi, bọn họ sẽ còn kết cục thảm hơn chờ đợi đấy. Đây mới chỉ là bắt đầu trò chơi thôi, ha ha ha. Ma Long không chút kiêng kỵ cười to điên cuồng, nhưng hắn ta cũng không hề chú ý tới, lúc này khí tức trên người Từ Dương cũng đang xảy ra biến hóa một lần nữa. Cửu thải càn khôn chung, bảy đạo thần quang hiện lên từng cái, mỗi khi có nhiều thêm một đạo khí tức, chiến lực tổng hợp trên người Từ Dương cũng sẽ tăng lên một lần. Khác biệt đó là, lần này trung hồn ngưng tụ ở sau lưng Từ Dương cũng hiện ra. Tiểu tử, tên sâu bọ này có vẻ rất kiêu ngạo đấy nhỉ. Cho hắn ta biết một chút về lực lượng của nhân tộc thần cấp đi. Từ Dương cũng bất đắc dĩ lộ ra một nụ cười, ngay cả ngươi cũng bị kinh động rồi sao? Trung hồn. Lão tử đang ngủ, không nghĩ tới tên sâu bọ này không ngừng nổ pháo cho lão tử nghe, thật là không chịu nổi hắn. Úi ui, đại xú trùng. Năng lượng thuộc tính ám của ngươi có vẻ rất mạnh đấy. Đánh với mình ta thử xem. Giọng nói trung hồn cực kỳ hùng hậu, hoàn hảo hòa làm một thể với khí tức của Từ Dương. Trên thực tế, trung hồn vốn không định trở thành bảng định thần khí với bất kỳ ai ngoại trừ Tiêu Dao đạo quân. Nhưng sau khi hắn nhìn thấy thiên nhãn tâm cảnh của Từ Dương, dứt khoát quyết định lựa chọn rơi vào vòng tay của hắn. Có thể nói, đại lục minh mang này ngoại trừ Tiêu Dao đạo quân, cũng chính là nha đầu tiểu hoa kia ra. Từ Dương chính là tồn tại duy nhất mà trung hồn phục tùng và công nhận. Ở trong mắt của nó, rồng gì đó, kỳ lân gì đó, đều cũng chỉ như vậy thôi. Cẩn thận nghĩ lại cũng đúng thật là như vậy. Ngay cả phong tụ đại thành ma công nghịch thiên, thừa kế kỳ lân lực, sau khi thành công cũng mơ ước có được cửu thải càn khôn chung, đủ thấy năng lực phòng vệ của nó tuyệt đối có thể so với thần khí. Một luồng khí tức ma long phun ra lần nữa, không nghiêng không lệch phong tỏa trên người Từ Dương. Nhưng mà một khắc sau, Càn Khôn Trung liền dùng hành động thực tế của mình cho ma long này một bài học nhớ đời. Huyễn quang bảy sắc quấn quanh bản thể Từ Dương như một cái bánh trưng vậy, năng lượng thuộc tính ám bản nguyên cự long mạnh mẽ vô cùng. Ngay một giây chạm trúng tia sáng bảy sắc cuối cùng cũng bị phân giải thành vô số năng lượng thể nhỏ bé. Cuối cùng không những không thể tạo thành một tia một hào ảnh hưởng hoặc tổn thương cho Từ Dương, trái lại còn tạo thành một tầng ánh sáng bảo vệ, ngưng kết ở bên ngoài Càn Khôn Trung. Cái gì? Ngươi đây? Ma long trợn tròn mắt. Hắn ta thật sự không nghĩ tới, lực phòng ngự của cổ trung này lại biến thái như vậy. Quan trọng hơn là, cách phòng ngự của cái trung này hoàn toàn khác biệt với tính phòng ngự của những pháp khí khác, cũng không tiến hành chống cự dựa vào bề ngoài bản thể cứng rắn như thế nào, mà là có một loại chức năng có thể phân giải đổi thành năng lượng thuộc tính ngoại lai, đồng thời tự nhanh chóng chuyển hóa phân giải lực lượng của đối thủ. Đây cũng có chút phóng đại quá rồi. Ma Long mắt nhìn khí tức mình không tạo được bất kỳ tác dụng uy hiếp gì đối với Từ Dương, Ma Long quả quyết thay đổi ý nghĩ tác chiến, hóa thành hình thái nửa người xông về bản thể Từ Dương. Phải biết, nhân nguyên hóa long, cùng long nguyên hóa người, đó là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng. Cái trước xem như là năng lượng chi nhiều hơn thu, cái sau chính là quá trình một người chuyển hóa tinh luyện năng lượng và sức chiến đấu. Cực hạn của người xem như vật chứa đựng, cùng thân thể của rồng xem như đồ đựng, hiệu quả ấy là kém nghiêng trời lệch đất. Lúc này ma long, không thể nghi ngờ chính là càng cường đại hơn người sau biến tấu phương thức. Đùng đùng, ma long hóa nửa người, tập trung tốc độ và lực lượng mạnh nhất tư thái với cả người, trong mắt người ngoài, đây tưởng chừng là biến dạng thể vượt trên nhân tộc. Nếu không có nhiều thực lực gia trì,
Từ Dương tự hỏi chắc rất khó chống lại ma long hóa nửa người này trong thời gian dài. Tu La kiếm lần nữa vào tay chấm 6. Chẳng qua lần này Từ Dương sâu sắc ý thức được, khi không có được thiên sứ chi tâm, trước khi thức tỉnh thần lực hoàn chỉnh chân chính, mình đang đối mặt với loại cường giả cấp cao nhất đứng đầu chuỗi thức ăn ở đại lục như ma long, là tỏ ra có chút cố hết sức đến nhường nào. Mà loại cố hết sức này có thể biểu hiện ra từ chiến lực thu phát cùng với hai giai đoạn thống trị lực trước sau của Từ Dương. Trước, Từ Dương gần như lấy tư thái càn quét nghiền ép treo ám dạ quân chủ lên mà đánh. Nhưng bây giờ, đối mặt với cự long đỉnh phong chân chính, Từ Dương nói nhiều chẳng qua là cùng đối phương chiến nửa khai, mặc dù không bị lép về nhưng cũng không chân chính chiếm được béo bở gì. Đáng sợ là việc ma long này phá hư toàn bộ chiến trường Bắc Cương đã không cho phép Từ Dương có cơ hội hòa hoãn nhiều hơn. Hắn phải dốc hết khả năng sớm chinh phục ma long này, nếu không hậu quả sẽ không thể lường được. Xem ra, đã đến lúc xuất hiện lại tư thái đỉnh phong của ta rồi. Từ Dương và Trung Hồn tâm ý thông suốt, dưới thế công cuồng mãnh của ma long hóa nửa người, Từ Dương quyết định mở thiên nhãn tâm cảnh. Lấy phương thức khống chế toàn diện thị giác của đại cảnh giới, hạn chế thân pháp cực hạn của ma long. Dẫu sao tốc độ di động lúc này của đối phương đã vượt qua trình độ cực hạn mà chúng sinh đại lục có thể đạt tới. Các trưởng lão huyền môn đứng xem cuộc chiến ở phía xa, gần như chỉ trừ Băng lão có trình độ đại độ kiếp trung cấp. Bốn người khác đều không thể dùng mắt thường để nhìn rõ quỹ tích di động của ma long. Ta choáng luôn, bây giờ ngay cả bóng người ta không nhìn thấy, may có đại thần Từ Dương ở đây. Nếu không mấy người chúng ta thật sự chọc giận của người điều khiển phía sau màn huyết man tộc, há chẳng phải là ngay cả mình chết thế nào cũng không biết sao. Lôi Chấn ánh mắt mê ly nhìn chằm chằm lên hư không, luôn cảm thấy mình giống như đang nhìn một trận đại chiến của người ngoài hành tinh vậy. Loại đối kháng với cường độ thế này lại cách mình xa xôi như vậy. Ma long hóa nửa người lại đánh xuống một trường, nặng nề đánh vào kết giới bảo vệ trung hồn cửu thải càn khôn chung của Từ Dương. Lần này, hắn thế mà đánh ra lực đạo 10 thành, mạnh như ánh sáng bảo vệ trung hồn, dưới áp lực đối mặt với thần cấp cũng đã bắt đầu run rẩy. Vẻ mặt Từ Dương trở nên vô cùng lạnh như băng, ngươi, tự tìm cái chết. Lần này đây Từ Dương đúng là thật sự nổi giận rồi, cho tới bây giờ không người nào dám ở trước mặt hắn càn rỡ như vậy. Ngay khi ám duệ ma long mặt trước hóa hình nửa người bộc phát ra một đợt tấn công mạnh mẽ có lực, Newton phá vỡ bảo vệ trung hồn bên ngoài cửu thải càn khôn chung, Từ Dương đại lão rốt cuộc cũng lấy ra uy thế bá chủ vô song thiên hạ đáng sợ của hắn. Trong nháy mắt tiếp theo, Tu La kiếm trong tay Từ Dương rốt cuộc hoàn thành khai phong ở dưới sự hướng dẫn linh hồn của hắn. Ông trời ơi, các ngươi nhìn ánh sáng kia kìa. Chẳng lẽ đây mới là uy lực chân chính của thanh Tu La kiếm này sao? Ánh sáng như vậy, ta vẫn là lần đầu tiên thấy đấy. Không sai, đây mới thực sự là lực lượng bùng nổ có thể so với thần cấp. Hóa ra Tu La kiếm mà chúng ta thấy căn bản không phải là hình thái hoàn chỉnh. Kiếm phong chân chính phóng ra ngoài lúc này mới là mặt mạnh nhất của nó. Mọi người đều lộ ra biểu tình bừng tỉnh hiểu ra. Phải biết, vũ khí thần cấp tương tự như Tu La kiếm này một khi khai phong cũng không chỉ là cường hóa phong mang sắc bén của nó thêm mấy phần mà còn rút ra thần lực tích chứa ở sâu trong kiếm hồn. Trước khi khai phong, dù Tu La kiếm mạnh hơn nữa, dù Từ Dương thâm hậu hơn đi nữa thì cũng căn bản không thể nào phát huy ra lực lượng sánh với thần cấp. Nhưng một khi thanh kiếm này khai phong, lực bộc phát cực hạn sẽ không chỉ là giới hạn trên pháp tắc đại lục mà còn có thể đạt tới cấp bậc đồ long chân chính. Nói cách khác, lúc trước Từ Dương có thể chiến đấu với ma long chỉ là 5 năm mà thôi, còn mà lúc này, khi phong mang của Tu La kiếm hoàn toàn triển lộ, hắn sẽ có năng lực đồ long. Quả nhiên, ám duệ ma long trước mặt tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Ngay một khắc phong mang Tu La kiếm hoàn toàn triển lộ, hắn ta lập tức ý thức được nguy hiểm thật sự mới vừa giáng xuống. Không hề do dự hay chậm chạp chút nào, ám duệ ma long lập tức khôi phục bản thể long tộc, một lần nữa khôi phục năng lực phòng ngự ở trình độ cao nhất. Mà trong nháy mắt kế tiếp, một kiếm kinh thiên của Từ Dương đã đánh xuống từ trên cao, kiếm phong vô cùng kinh khủng dường như muốn chém diệt tất cả năng lượng ngăn cản trước mặt mình. Trong phút chốc, khi Từ Dương vung một kiếm này ra, toàn bộ bầu trời trên vạn dặm lãnh thổ Bắc Cương hoàn toàn bị che phủ bởi mây đen nghìn nghịt giăng đầy. Tất cả tầm mắt từ tám hướng ngưng tụ tới nơi này đều trở nên tối đen toàn bộ, ngũ giác của tất cả mọi người đều bị khí tức Tu La thần kỳ này che đậy hoàn toàn. Trong nháy mắt kiếm mang nện xuống, mạnh như linh dao và long khôn cũng ngay lập tức mất đi năng lực kiểm soát ngũ giác. Trong thiên địa, Từ Dương trở thành vị chúa tể duy nhất. Mà trong con ngươi của ám duệ ma long, một luồng kiếm mang màu bạc quét ngang qua toàn bộ thiên địa, nhô lên cao rồi hạ xuống. Nếu nói một kiếm này có uy lực khai thiên lập địa có vẻ cũng không quá đáng. Bởi vì những chỗ kiếm mang đi qua, hư không đã bị cắt thành một đường lỗ đen vô cùng sâu hoắm, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có cách nào lập tức tu bổ. Người này mạnh thật sự. Giới hạn của nhân tộc lại bị người này đổi mới một lần nữa.
Lúc xưa Cửu Long Thiên Kiếp không hạ xuống lực lượng diệt thế, thật sự là một sai lầm lớn. Trong lòng Ám Duệ Ma Long, từ đầu đến cuối vẫn đang xoắn xuýt vấn đề này, nào ai biết Cửu Long Thiên Kiếp năm đó cũng có một phần của người này. Hắn ta chính là kẻ đầu tiêu cực lực chủ trương xóa bỏ tất cả chúng sinh đại lục, mở ra một kỷ nguyên mới ở đại lục. Nhưng mà, cuối cùng trong đó có 6 tổ LONGDA nhất trí kháng cự, chủ trương này cũng không được thành lập. Cửu Long Thiên Kiếp cũng chỉ là phủ xuống kiếp nạn diệt thế ở trong phạm vi Tam Thiên Đạo Châu, còn những lãnh vực khác ở đại lục đều không gặp phải lực lượng nghiền ép của Long tộc. Khu vực chỗ Từ Dương đương nhiên cũng nhận được may mắn tránh khỏi. Mà lúc này đây, khi Ám Duệ Ma Long chân chính cảm nhận được thực lực thượng hạn vô cùng vô tận từ trên người Từ Dương, hắn ta quả thật đã bắt đầu khủng hoảng, hơn nữa cảm thấy hối hận vì quyết định năm đó. Đám ngu xuẩn này, ta đã nói thiên kiêu tuyệt đại của nhân tộc sẽ càng ngày càng nhiều. 5 vạn năm trước nên đánh cho mấy người độ kiếp cảnh các ngươi một trận, giáng xuống một đợt kiếp nạn chân chính. Nếu không ngày sau nhất định sẽ uy hiếp được sự thống trị của Long tộc chúng ta, mấy kẻ hồ đồ ngu xuẩn kia liều mạng kháng cự. Hôm nay trái lại hay rồi, để cho mấy người các người trưởng thành, ngay cả lực uy hiếp của Long tộc chúng ta cũng đã không tồn tại nữa. Từ Dương cười nhạt, nhìn Ám Duệ Ma Long nói, trên thế giới này căn bản không có cái gì là vĩnh hằng, Long tộc các ngươi vọng tưởng thống trị đại lục vĩnh viễn, căn bản là nói vớ vẩn. Chỉ cần Từ Dương ta vẫn còn tồn tại, ảo tưởng của Long tộc các ngươi vĩnh viễn cũng đừng hòng thực hiện được. Từ Dương lúc này đã lấy ra thực lực mạnh nhất thật sự của mình, sau khi Tu La kiếm khai phong, mỗi lần khí tức cường đại vung ra đều sẽ tạo thành tổn thương, thực chất vĩnh cửu với bản thể của Ám Duệ Ma Long trước mặt. Dẫu sao bản nguyên Tu La có bản năng dung nạp và chiếm đoạt tất cả năng lượng ám, về bản chất nó có tác dụng khắc chế cực mạnh đối với năng lượng sinh ra từ Ám Duệ Ma Long này. Đây cũng xem như là Ám Duệ Ma Long có huyết mạch thần cấp làm chỗ dựa, nếu như những người điều khiển năng lượng ám khác, chỉ sợ đã sớm bị lực uy hiếp cường đại của Tu La hồn đồng hóa. Theo Từ Dương bùng nổ thực lực đỉnh phong chân chính, cán cân của trận đối kháng này rốt cuộc cũng bắt đầu nghiêng về phía hắn. Mà trên bản thể của Ám Duệ Ma Long cũng càng ngày càng hiện ra nhiều vết thương hơn. Rất nhanh, người này đã bị Từ Dương đánh cho máu thịt mơ hồ, vảy rồng trên người cũng biến thành hư hại không chịu nổi. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi cho rằng ta tạm thời rơi xuống thượng phong là có thể áp chế ta sao? Đừng quên ta là Long tộc cao ngạo. Mà ngươi chỉ là nhân loại nhỏ bé hèn mọn mà thôi, thiên phú bẩm sinh ấy các ngươi không thể nào bù đắp đâu. Từ Dương lộ ra một nụ cười lạnh, rồng có nghịch lân, đụng tới tất giận. Cái gọi là nghịch lân, thật ra chính là nhược điểm lớn nhất của Long tộc các ngươi. Ngươi thật sự cho rằng Long tộc các ngươi hoàn mỹ không thiếu sót gì sao? Lời nói Từ Dương vừa dứt, trong nháy mắt tiếp theo hắn đã tự mình xuất hiện ở sau lưng bản thể Ám Duệ Ma Long, ánh mắt chết chóc nhìn chằm chằm vào vị trí nghịch lân kia. Hôm nay, ta sẽ bẻ nghịch lân ngươi xuống, ta trái lại cũng muốn nhìn xem kết quả ngươi có thể tức giận đến mức như thế nào. Từ Dương cực kỳ bài xích những chủng tộc khác dùng ánh mắt miệt thị đối đãi Long tộc, cái loại đó cùng cao ngạo của huyết mạch thần tộc bẩm sinh đều làm cho Từ Dương thống hận không thôi. Hắn chính là muốn dùng phương thức như vậy làm cho Ám Duệ Ma Long biết, thế giới này căn bản không phải do bất kỳ nhất mạch nào có thể làm chúa tể hoàn toàn. Trong nháy mắt kế tiếp, kiếm phong Tu La kiếm trong tay đè xuống, chỉ vừa chạm tới, đã khoét mất trên lân giáp cứng rắn của Cự Long một lỗ máu lớn. Cùng lúc đó, bản thể Từ Dương trực tiếp rơi xuống sau lưng Ám Duệ Ma Long, một chưởng đánh lên 3 vảy rồng kia. Lực lượng cường đại trong nháy mắt bùng nổ, ngọn lửa màu đen ngưng tụ ở đó trên 3 cái nghịch lân cũng bắt đầu tùy ý thiêu cháy. Ám Duệ Ma Long dường như thật sự cảm nhận được đau đớn, nào ngờ vị trí 3 cái nghịch lân chẳng chịt kia, theo thứ tự là gân rồng Cự Long, Long Nguyên và tim rồng, 3 đường chí mạng có thể chết người. Nói cách khác, rút 3 nghịch lân này ra khỏi cơ thể, giống như là chặt đứt mạch sống của Cự Long vậy. Dù có lực phòng ngự mạnh hơn nữa thì Long tộc cũng sẽ trở nên không chịu nổi một kích. Lúc Ám Duệ Ma Long chuẩn bị chống lại một lần cuối cùng, Từ Dương lại thuận lợi giành trước một bước, luyện hóa 2 trong 3 cái nghịch lân đó thành hư vô. Đến đây thì cũng khép lại tập 362 luyện khí 10 vạn năm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.